khi hồ sơ một vụ án khép lại, những người phạm tội phải chịu hình phạt nghiêm khắc của luật pháp. Trong trại giam, họ suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của mình. Rồi đến khi chấp hành xong bản án trở về với gia đình và xã hội, họ được đón nhận ra sao và họ đã tự đứng vững trên con đường hoàn lương để trở thành những công dân lương thiện như thế nào. Ngoài công tác quản lý và giáo dục, nhiều năm qua, Ban Giám thị và Hội đồng Cán bộ tại Trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an đã có những hành động thiết thực và cụ thể trong việc chuẩn bị hành trang cho những người sắp chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, như tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân. Dạy nghề cho phạm nhân là một trong những hình thức giáo dục nhằm giúp cho phạm nhân có một nghề nhất định trước khi trở về với gia đình và xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, và đặc biệt để họ có ý thức lao động, làm lại cuộc đời mà không tái phạm những sai lầm trước đó. Đây được coi là một hành động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm đường, lạc lối, cho họ cơ hội trở về lao động để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những phạm nhân ở trại giam Quyết Tiến chủ yếu là vùng cao và vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Nên là để tìm lựa chọn cái việc dạy nghề cho phạm nhân để tạo cho họ có một hành trang trước khi tái hòa nhập cộng đồng, để về có một nghề nghiệp để nuôi sống được bản thân, thì chúng tôi cũng phải họp bàn định hướng trong Ban Giám thị và Hội đồng Cán bộ, Hội đồng Giáo dục để định hướng cho phạm nhân một cái nghề nhất định. Ví dụ như là những cái nghề may thông thường và những cái nghề làm mộc thông thường, để họ về họ phù hợp với cái địa phương của họ, cái nơi họ sinh sống. Đến khu lao động sản xuất phân trại số 1, trại giam Quyết Tiến, chúng tôi như đang lạc vào khu làng nghề thủ công truyền thống của bà con các dân tộc Tây Bắc. Tại đây, những nữ phạm nhân có không ít là người đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong những năm vừa qua, để tạo môi trường lao động và cải tạo tốt, Ban Giám thị và Hội đồng Cán bộ trại giam Quyết Tiến đã định hướng cho các phạm nhân được lao động và sản xuất những sản phẩm phù hợp với địa phương của mình, cũng như nguyện vọng của bản thân. Năm 2012, với bản án 13 năm tù với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạm nhân Hoàng Thị Hóa, sinh năm 1962, tưởng như cuộc đời mình sẽ chấm hết tại đây. Nhưng khi vào trại giam Quyết Tiến để cải tạo, phạm nhân Hóa đã được các cán bộ kịp thời động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện cho chị làm công việc phù hợp với sức khỏe của mình. Với công việc đan nát những sản phẩm thủ công, chị Hóa đã dần quên đi nỗi buồn, sự chán nản và hy vọng sớm có ngày trở về đoàn tụ với gia đình. Công việc làm này thì cũng tạo điều kiện, thứ nhất là ở trong trại giam này để trong cái cải tạo để có một cái sức khỏe để mà cái sửa đổi được cái bản thân mình, và sau này ra ngoài xã hội và tương lai của mình sẽ có một cái nghề nghiệp ổn định và có thể là tìm cái công việc nào đó mà mình đã được trải qua ở trong cái trại giam này, để làm sao mà hướng tới cái tương lai của bản thân cũng như gia đình. Tôi ở ngoài, tôi chẳng biết làm gì nên đi bán ma túy. Khi vào trong trại giam, tôi được các cán bộ dạy cho biết cái nghề này. Sau này ra trại, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi con bằng cái nghề mà tôi đã được học ở đây. Tôi cảm ơn các cán bộ nhiều lắm. Tại một khu lao động sản xuất khác của phân trại số 1, các nữ phạm nhân đang chăm chút với những đường may của mình. Thông qua công tác lao động hướng nghiệp và dạy nghề, Ban Giám thị và Hội đồng Cán bộ trại giam Quyết Tiến không chỉ xây dựng cho các phạm nhân có được một nghề nhất định, mà chính trong quá trình lao động học nghề đã mang lại cho các phạm nhân niềm hứng khởi, sự hy vọng, đồng thời giúp họ hiểu đúng giá trị của bản thân, mà trước đây chỉ vì sự cám dỗ của đồng tiền hay một lý do nào đó mà họ đã đánh mất. Và giờ đây, khi chăm chỉ làm việc, các phạm nhân đã biết trân trọng hơn những thành quả lao động của mình và của những người khác. Tôi vào đây thì tôi ở ngoài xã hội không có công ăn việc làm ổn định, và từ ngày vào trại đến giờ cũng được Ban Giám thị cùng Hội đồng Cán bộ tạo điều kiện giúp đỡ. Công việc của tôi bây giờ là đang làm may, rất phù hợp với lại sức khỏe và
việc làm của tôi được học các cán bộ dạy bảo học hành, và bây giờ tôi cũng làm, gọi là cũng đã làm được hàng ngày công đầy đủ. Tôi cũng muốn là để học một cái nghề này sau này để ra xã hội rồi cũng có thể là tìm được một công việc ổn định để phù hợp với việc làm của mình sau. Ngoài cái công tác giáo dục cải tạo phạm nhân thì là cái công tác mà hướng nghiệp dạy nghề cũng là một nội dung rất quan trọng trong cái công tác giáo dục đấy. Thì công tác hướng nghiệp dạy nghề thì là giúp cho phạm nhân là có một cái nghề nghiệp và định hướng cho phạm nhân là trân quý những cái giá trị lao động. Đấy, và sau này là phạm nhân hết án trở về thì đã có một cái nghề nghiệp ổn định để tự lao động để nuôi sống bản thân và tránh những cái trường hợp là tái phạm, rồi là khi mà phạm nhân có nghề trong tay rồi thì họ sẽ tự lao động rồi là quên đi những cái tư tưởng là chơi bời rồi là lao vào những cái con đường phạm tội. Trại giam Quyết Tiến hiện đang quản lý và cải tạo khoảng hơn 3.000 phạm nhân, hầu hết là những người phạm tội nghiêm trọng như cướp của giết người, lừa đảo với những mức án rất cao. Phạm nhân chủ yếu là những người đến từ các tỉnh phía Bắc với mọi lứa tuổi khác nhau. Và hầu hết khi ở ngoài xã hội, họ đều không có nghề nghiệp và việc làm ổn định. Vì vậy, khi vào trại giam để cải tạo, dựa trên kết quả khám sức khỏe, lứa tuổi, vùng miền và nguyện vọng hoàn cảnh của từng phạm nhân, ban giám thị và hội đồng cán bộ sẽ bố trí từng người theo học các ngành nghề phù hợp. Việc thực hiện dạy nghề, truyền nghề và tổ chức lao động sản xuất ở đây được đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và bộ luật lao động, như phạm nhân lao động 8 giờ một ngày, được nghỉ các ngày lễ Tết, thứ bảy, chủ nhật theo quy định. Dạy nghề cho phạm nhân thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Đấy, thì nhưng với cái sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể cán bộ chiến sĩ thì qua cái thời gian đào tạo thì cái tay nghề của phạm nhân đã dần dần được cải thiện rất là tốt. Phạm nhân đã tự giác học tập lao động học nghề và phạm nhân đã xác định học cái nghề để sau này khi hết án trở về địa phương thì có thể kiếm sống được bằng chính cái nghề đã học được từ trại giam và có thêm cái thu nhập. Trong quá trình cải tạo tại trại giam Quyết Tiến thì được sự quan tâm của ban giám thị và các cán bộ quản giáo ở đây đã cho bản thân tôi được học nghề may rất là phù hợp với sức khỏe và điều kiện gia đình của tôi. Bản thân tôi thì từ ngày lên trên này bắt đầu là vào đây là được các thầy cho đi là học may, có cái nghề may lấy mai ra tù thì trở về địa phương thì mình có một cái nghề đấy để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Được phân công nghề đội may lúc đầu thì hơi lo lắng vì trước khi vào phân trại này thì chưa được học nghề may bao giờ. Thì sau 3 tháng học việc thì học hỏi và biết cách làm việc và cảm thấy hứng thú với lao động hơn. Và mong sau này khi hết án trở về với xã hội thì có một công việc, có một cái nghề làm việc để tự kiếm sống, nuôi bản thân và giúp cho gia đình. Để chuẩn bị hành trang cho những phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, bên cạnh công tác hướng nghiệp dạy nghề, nhiều năm qua với phương châm thay đổi nhận thức để thay đổi hành vi, ban giám thị trại giam Quyết Tiến đã phối hợp với nhiều đơn vị công ty sách xây dựng tủ sách cho phạm nhân, để họ có một khoảng không gian nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện, giúp họ an tâm chấp hành án, tích cực lao động học tập để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời. Cái việc mà phạm nhân được tiếp xúc với xã hội, được tiếp xúc với những thông tin bên ngoài là rất là hạn chế. Nên là chúng tôi luôn luôn là quan tâm đến cái việc tuyên truyền cho phạm nhân. Phạm nhân được biết đến xã hội bên ngoài chủ yếu là qua TV và qua sự giáo dục của cán bộ hàng ngày. Nên là cái việc quan tâm đến thư viện sách là chúng tôi rất là quan tâm. Vì có những phạm nhân thì một ngày đọc xong sách rồi nhưng vẫn đọc lại. Bởi vì đấy là thể hiện cái việc phạm nhân được ít đi lại, ít được tiếp xúc với bên ngoài. Nên là chúng tôi rất là quan tâm cái thư viện sách để tạo cái hành trang cho phạm nhân được tái hòa nhập cộng đồng. Đọc sách đối với một người bình thường là để cập nhật kiến thức, tiếp cận với cái mới, cái tiến bộ trên các lĩnh vực giúp ích cho cuộc sống.
song đối với phạm nhân, việc đọc sách còn mang nhiều ý nghĩa hơn. Đó là giúp họ hiểu được những giá trị tốt đẹp của xã hội để chiêm nghiệm và soi rọi lại bản thân mình, giúp họ tiếp thu những kiến thức khoa học để áp dụng vào đời sống lao động sản xuất, cũng như khám phá cuộc sống sinh động của xã hội thông qua những trang sách. Và ý nghĩa sâu sắc hơn là giúp họ nhận thức được những tư tưởng nhân văn của Đảng, Nhà nước về quyền được học tập, được tiếp cận với những giá trị của cuộc sống và hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần, mở ra con đường sáng cho tương lai của người lầm lỗi. Mỗi khi lên thư viện thì em thường thường em hay tìm những cái cuốn sách về ca dao, tục ngữ Việt Nam hoặc những cái chuyện ngụ ngôn. Thì ngoài những cái phút giây, những cái ngày tháng phải lao động cải tạo, học tập thì giúp em những cái cuốn sách về ca dao tục ngữ Việt Nam ấy thì giúp em thư giãn và chiêm nghiệm, đúc rút ra nhiều cái cách răn dạy của người xưa. Sự lao động cải tạo được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám thị, của hội đồng cán bộ. Chúng tôi được tiếp cận với thư viện. Chúng tôi đến đây để chúng tôi được đọc các nguồn sách. Chúng tôi được đọc, được tiếp nhận, được lưu trữ những kinh nghiệm của cuộc sống, những tri thức của nhân loại và những thông tin của xã hội. Cái kênh chữ này giúp chúng tôi truyền tải đến cho chúng tôi không những là bổ ích, không những là giải trí mà còn là một quá trình tự giáo dục. Trong quá trình đọc sách để giúp chúng tôi có sự nhận định, định hướng về cuộc sống tốt hơn để chúng tôi sớm được trở về đoàn tụ bên gia đình. Bằng tình yêu thương, sự bao dung và cảm thông sâu sắc, các cán bộ chiến sĩ tại trại giam Quyết Tiến luôn coi phạm nhân là những người anh, người chị, người em để gần gũi nắm bắt tâm tư tình cảm, giúp họ phục thiện. Chính nơi đây đã trả lại cho họ một trái tim nhân hậu, một tâm hồn trong sáng và đôi bàn tay lao động lương thiện. Đây chính là vốn quý, là hành trang trong cuộc mưu sinh, lập nghiệp khi hòa nhập cộng đồng.